Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 5 tập 294. Ở cuối tập trước, sau khi kim quang lấp lóe nhìn xem dần dần ngưng thực thân ảnh, cảm thụ được kia càng ngày càng mạnh khí tức Tiêu Viêm, lông mày có chút trống lên vẻ vui thích dần dần dày. Không sai không sai, ngươi lại tăng lên. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói một đoạn thời gian không gặp. Long ý tiến bộ dường như rất lớn, Tiêu Viêm hiện tại cũng nhìn không thấu tu vi của hắn. Ngươi rốt cục trở về, Long Ý nhìn qua Tiêu Viêm trên mặt nở rộ mở nụ cười. Cảm nhận được Long Ý trong lời nói lo lắng, Tiêu Viêm trong lòng một trận ấm áp, hắn nhịn không được vuốt Long Ý đầu. Nhìn xem Long Ý trên thân chạy sấm sét cường hãn hơn, không chỗ ở liên tiếp gật đầu rất là hài lòng. Làm sao đi thời gian dài như vậy mới trở về? Ta ở nhà lo lắng chết rồi, nhất định có đại thu hoạch. Long Ý lúc này trong con ngươi đã không có vừa lúc đi vào còn lưu lại kia vẻ lo âu, hiện ra là nồng đậm không muốn xa rời. Ngẫu nhiên gặp cơ duyên hấp thu thiên hỏa cùng quỷ linh. Nhanh nói cho ta nghe một chút, Long Ý hưng phấn đến như cái hài tử. Tiêu Viêm yêu chiều vuốt vuốt Long Ý đầu, liền sẽ tại huyễn cảnh bên trong trải qua nói cùng Long Ý nghe. Nghe Tiêu Viêm kể rõ, Long Ý khi thì mím chặt miệng nhỏ, khi thì mở to hai mắt nhìn, khi thì nắm chặt tay, khi thì lại lộ ra nụ cười, hắn có chút ngoẹo đầu, khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm. Không tốt ngôn ngữ biểu đạt, Long Ý tại dùng biểu lộ nói cho Tiêu Viêm, hắn tại thay Tiêu Viêm cao hứng. Ngươi cũng rất không tệ. Hiện tại thực lực gì rồi? Tiêu Viêm nói xong ảo cảnh trải qua vỗ vỗ Long Ý bả vai, hỏi. Tứ tinh sơ kỳ. Được, Long Ý còn nhanh hơn ta. Tiêu Viêm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, từ hắn nhìn không thấu Long Ý tu vi là hắn biết, Long Ý khẳng định đã đến tứ tinh. Gặp gỡ cái kia luyện thuốc không muốn sống tên điên hấp thu nhiều như vậy đan lôi, nghĩ không tấn thăng cũng khó khăn. Long Ý chu miệng nhỏ phàn nàn nói, trong mắt tràn đầy đối Lãng Thiên vẻ e ngại. Ha ha, xem ra Lãng Thiên đem ngươi giày vò đến không nhẹ. Tiêu Viêm cười lên, hắn biết Lãng Thiên luyện sức thuốc, nhưng so sánh mình điên nhiều, lúc trước mình một đội người đi tìm linh ấn rêu trước, Lãng Thiên lấy ra đống kia thuốc liền đem mình hung tợn giật mình kêu lên. Mặc dù vất vả chút, nhưng là hồi báo cũng không nhỏ, ngươi nhìn ngươi đều tấn cấp tứ tinh đấu đế. Tiêu Viêm an ủi. Long Ý từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, mặc dù hắn biết Lãng Thiên cái kia luyện dược người điên điên cuồng đối với mình tăng lên có trợ giúp rất lớn, nhưng nghĩ tới tên điên kia không phân ngày đêm luyện dược kia mạnh điên cuồng, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín ủy khuất. Nhìn xem Long Ý đùa nghịch tiểu hài tử khí viên kia đô, khuôn mặt nhỏ lại mập không ít rất là đáng yêu, Tiêu Viêm nhịn không được vào hai thành. Lãng Thiên bây giờ đang làm gì? Nghe được Tiêu Viêm hỏi Lãng Thiên, Long Ý không tức giận hếch lên miệng nhỏ, nói ra hắn còn có thể làm gì? Đương nhiên là tại luyện dược, ta thật nghĩ mãi mà không rõ, cứ như vậy mấy phó đan phương, luyện lâu như vậy, hắn làm sao liền còn không án, hứng thú còn như vậy nồng. Tiêu Viêm nghe vậy, bất đắc dĩ cười khổ. Thật nhì không ra bề ngoài nhã nhặn Lãng Thiên vậy mà so chính mình tưởng tượng còn muốn liều mạng. Long Ý, ta muốn luyện chế ngũ phẩm đan dược Tử Tâm Đan, ngươi cần nghỉ ngơi trước hạ sao? Nhìn xem Long Ý kia hơi có vẻ mỏi mệt bộ dáng, Tiêu Viêm không đành lòng hỏi một câu. Long Ý nghe xong Tiêu Viêm muốn luyện chế ngũ phẩm đan dược, bỗng nhiên quét trước đó mệt mỏi bộ dáng, hai mắt chớp động lên hưng phấn thần thái. Đầu dao như đánh trống trầu đồng dạng, không cần không cần không cần, tới đi. Lãng Thiên lại cần lực, nhưng một mực luyện chế đều là tứ phẩm cùng tứ phẩm trở xuống đan dược, lặp đi lặp lại Long Ý đã sớm phiền chán. Hiện tại có mới khiêu chiến, Long Ý lập tức tinh thần tỉnh táo. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Tiêu Viêm mỉm cười hài lòng gật gật đầu, sau đó xoay tay một cái luyện chế Tử Tâm Đan cần thiết vật liệu ngũ tinh thổ thuộc tính ma hạch. Ngũ tinh thổ thuộc tính ma thú tinh huyết, 20 vạn năm Tử Tâm Mai rùa chờ từng cái thành liệt, lơ lửng ở giữa không trung. Lại tay áo vung lên, diễm mộc đỉnh xuất hiện, kia hình dáng của ngọn lửa liền tựa như bị chọc giận hùng sư lông bờm, rất quỷ dị. Tiêu Viêm chậm rãi xòe bàn tay ra, ngón tay khẽ bóp ở giữa, màu nâu xanh ngọn lửa đằng thoát ra, phát ra thanh âm tản mát ra tia sáng yêu dị. Trong khoảnh khắc luyện đan thất nhiệt độ bỗng lên cao. Dung hợp thông linh đan hỏa thiên hỏa uy lực càng cường đại. Tiêu Viêm bình tĩnh lại tâm thần, đầu ngón tay bắn ra, đem màu nâu xanh ngọn lửa bắn vào diễm mộc trong đỉnh. Ngọn lửa tại diễm mộc trong đỉnh tràn ngập ra, một đỉnh hừng hực thanh màu xám hỏa diễm giao hội lùi lên, trong phòng nhiệt độ lại một lần dâng lên. Đợi diễm mộc trong đỉnh hỏa diễm hài lòng mà động, ổn định lại, Tiêu Viêm đối hư không có chút vẫy tay một cái, tất cả dược liệu vững vàng bay vào diễm mộc trong đỉnh. Lấy bây giờ đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực, luyện chế Tử Tâm Đan Tiêu Viêm vẫn rất có lòng tin. Nhưng nhất quán làm việc cẩn thận, hắn vẫn là liền nghiêm mặt hết sức chăm chú, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm diễm mộc đỉnh. Tại thanh màu xám hỏa diễm không ngừng luyện đốt dưới, trong đỉnh sóng nhiệt như sóng cả cuồn cuộn càn quét ra hưng phấn toát ra. Dược liệu đồng dạng bị tinh luyện lại rèn luyện, sau đó tại Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực khống chế hạ dần dần dung hợp lẫn nhau, không ngừng xoay tròn lăn lộn. Theo thời gian từng chút đi qua, dược dịch dần dần ngưng tụ thành một viên tử sắc đan thể. Long Ý ở bên cạnh tràn đầy phấn khởi, nhìn xem thần kinh căng thẳng cuối cùng nơi nới lỏng, khóe miệng phủ lên mỉm cười. Tử Tâm Đan hình thức ban đầu luyện thành,
Tiêu Viêm chậm rãi thu liễm đấu khí, linh hồn chi lực thăm dò vào hỏa diễm tùy theo chậm rãi yếu đi. Tử Tâm Đan cũng theo hỏa diễm ôn dưỡng chậm rãi, từ gập ghềnh trở nên bóng loáng mượt mà. Cuối cùng phiêu phù ở Tiêu Viêm trước mặt, ánh sáng tím mê vụ quay chung quanh, trận trận thấm vào ruột gan, thanh nhã mùi hương thoang thoảng tràn ngập. Ngũ phẩm đan dược thành, ngũ phẩm đan lôi lập tức mà tới. Lập tức, thiên không u ám vẻ lo lắng, sương mù bừng bừng, hổ khiếu sư hống lôi minh vang lên, vang tận mây xanh, chấn thiên giật mình địa. Luyện đan thất trên không, một luồng sấm sét mạnh mẽ đem xanh thẳm thiên không vỡ ra đến, ẩn chứa năng lượng to lớn, lộ ra được cường đại thần uy. Tốt thật lớn thanh thế. Ngũ phẩm đan lôi quả nhiên không tầm thường. Long Ý sớm đã cảm xúc bành trướng, một bộ tức tức muốn thử bộ dáng tới đi ngũ phẩm đan lôi. Sau đó, đón lôi đỉnh bay thẳng mà lên. Trên bầu trời tiếng sấm rền rung động ầm ầm, phảng phất trên chiến trường lôi lên chống trận. Tựa như một đầu cự long lôi đỉnh tại không trung nổ tung, toàn bộ thiên không cũng vì đó lóe sáng như vậy một sát. Lôi đỉnh mang uy đánh xuống, hung hăng đánh về phía giữa không trung nghênh tiếp Long Ý. Một tiếng chấn thiên hám địa tiếng vang, lôi đỉnh đánh vào Long Ý trên thân, kích thích chói mắt kim quang, lóe lóa mắt hổ quang điện. Nhìn qua giữa không trung Long Ý, Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm túc, mặc dù hắn đối Long Ý có đầy đủ lòng tin, nhưng nhìn thấy ngũ phẩm đan lôi uy thế vẫn là không nhịn được có chút bận tâm. Nhưng chỉ chớp mắt lôi đình tan biến, bỗng nhiên liền tan biến, chỉ có Long Ý vững vàng đứng tại giữa không trung, mang theo hưng phấn nụ cười, cười cười hắn thế mà đánh cái nấc. Ngũ phẩm đan lôi liền đơn giản như vậy bị Long Ý thôn phệ rồi. Tiêu Viêm ngơ ngác, nhớ kỹ trước đó luyện chế hồi xuân đan lúc Long Ý thôn phệ ngũ phẩm đan lôi cũng không có như thế lưu loát. Xem ra Long Ý thực lực tấn thăng về sau, liền thôn phệ đan lôi năng lực cũng đi theo cường hãn. Long Ý phi thân mà xuống, khóe miệng còn nhẹ rắt, trên mặt mừng rỡ khó mà che giấu, ngũ phẩm đan lôi so tứ phẩm tốt hơn nhiều. Tiêu Viêm buồn cười, cười ha ha. Thành công cái thứ nhất Tử Tâm Đan, Tiêu Viêm hai đầu lông mày dâng lên từng tia bay lên thần thái, hắn vẫy tay một cái đem lại một bộ dược liệu đầu nhập diễm mục trong đỉnh. Mười ngón linh hoạt nhảy lên, khống chế tự nhiên, Tiêu Viêm dần dần nhắm mắt lại, toàn thân tâm vùi đầu vào Tử Tâm Đan luyện chế bên trong. Sau mười mấy ngày, bốn cái bạch ngọc bình nhỏ lơ lửng giữa không trung. Long Ý, ngươi không sao chứ? Tiêu Viêm nhìn xem, vừa tiếp xong đan lôi trở về, Long Ý kia kìm nén đến có chút căng lên sắc mặt kim quang đại thịnh, trong lòng hơi khẩn trương lên, lo lắng mà hỏi thăm. Long Ý từ đấu khí đại lục đi theo mà đến, tại cái này không có cố nhân đấu đế đại lục, Tiêu Viêm mới đầu là đem Long Ý xem là mình huynh đệ tốt nhất. Nhưng Long Ý lại nói rõ hắn là đem Tiêu Viêm xem như phụ thân đến đi theo, thời gian dài, tại Tiêu Viêm trong lòng, lại cũng bất trí bất giác thật có chút đem Long Ý xem như nhi tử cảm giác. Không có việc gì, chỉ là thôn phệ mấy cái ngũ phẩm đan lôi năng lượng có chút lớn, ngươi lại luyện chế thời điểm ta phải ở bên cạnh trước tiêu hóa một chút. Long Ý nói gấp. Không có việc gì tốt, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Viêm hiện tại bởi vì nhiều thông linh đan hỏa linh hồn chi lực lại tấn cấp đến đế cảnh đỉnh phong. Ngay cả chính hắn cũng không biết hắn thuật chế thuốc kỳ thật đã đề cao rất nhiều, hắn chỉ là cảm giác lần này luyện chế Tử Tâm Đan rất là thuận buồm xuôi gió. Một lần đều không có thất bại qua ngay tại cao hứng đâu, hắn cảm giác bằng hiện tại trạng thái luyện chế tu tủy đan vấn đề cũng không lớn. Phải rèn sắt khi còn nóng luyện chế ra một viên tu tủy đan đến về sau liền dễ dàng. Tiêu Viêm vẫy tay, đem chứa Tử Tâm Đan bốn cái bạch ngọc bình thu nhập trong nạp giới, sau đó lập tức lấy ra luyện chế tu tủy đan cần thiết vật liệu. Bân Lam Chi Băng Lăng Cỏ Ảo Mộng Dây Leo Nguyên Địa Cỏ Yêu Trà Rêu Linh Ấn Rêu Ngũ Tinh Thổ Thuộc Tính Ma Hạch một viên, Ngũ Tinh Thổ Thuộc Tính Ma Thú Tinh Huyết 20 giọt. Tu tủy đan chính là ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, Tiêu Viêm vừa tấn cấp đế chi ngũ phẩm lúc từng thử luyện chế qua, đáng tiếc đều thất bại. Có lần trước thất bại trải qua, lần này hắn càng thêm cẩn thận. Căn cứ kinh nghiệm lần trước, Tiêu Viêm tuần tự tinh luyện Bân Lam Chi Băng Lăng Cỏ Ảo Mộng Dây Leo, lại nói tiếp là Nguyên Địa Cỏ Yêu Trà Rêu. Cuối cùng là chiết xuất ngũ tinh thổ thuộc tính ma hạch cùng ngũ tinh thổ thuộc tính ma thú tinh huyết, như lần trước đồng dạng, hết thảy thuận lợi. Nhưng Tiêu Viêm trên mặt không có nửa điểm vui sướng, hắn biết, tiếp theo mới là luyện chế tu tủy đan khó khăn nhất địa phương, đó chính là chính yếu nhất dược liệu linh ấn rêu tinh luyện. Nhìn qua trong tay đen xì linh ấn rêu, Tiêu Viêm rất là cẩn thận, đôi mắt hơi khép, đầu ngón tay hơi gảy, linh ấn rêu bay vào diễm mộc trong đỉnh. Tiêu Viêm ngưng tụ đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực, chậm rãi thăm dò vào mãnh liệt đốt cháy diễm mộc trong đỉnh, dốc lòng thao túng thanh màu xám hỏa diễm. Theo Tiêu Viêm sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, linh ấn rêu đã hóa thành chất lỏng màu xanh, chậm rãi lại trở nên thông thấu tinh khiết. Sau đó từng chút ngưng kết thành một viên óng ánh mượt mà màu xanh dịch châu. Tiêu Viêm vẫy tay một cái, đầu tiên là trước đó tinh luyện Bân Lam Chi, Băng Lăng Cỏ, Ảo Mộng Dây Leo, lại nói tiếp là Nguyên Địa Cỏ, Yêu Trà Rêu. Cuối cùng là chiết xuất ngũ tinh thổ thuộc tính ma hạch, ma thú tinh huyết, toàn bộ đổ vào diễm mộc đỉnh. Dược liệu tiến trong đỉnh, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi bao bọc màu xanh dịch châu. Sau đó dần dần dung hợp. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ Tiêu Viêm cái trán chảy xuống, lại nháy mắt bị trong phòng chói chang nhiệt độ cao bốc hơi. Tiêu Viêm hai tay lập tức cấp tốc biến hóa đánh ra phức tạp thủ ấn. Trong cơ thể mênh mông đấu khí thôi động trong đỉnh thiên hỏa, hỏa diễm bàng bạc mãnh liệt nhảy lên,
trong đỉnh nhiệt độ lập tức tăng vọt. Thời gian một ngày một thiên địa đi qua, đan dược đang từ từ dung hợp. Rốt cục, một viên mật mà thanh u đan thể lơ lửng tại đan đỉnh phía trên, hòa hợp sâu kín sương mù. Thành công, tu tủy đan rốt cục luyện chế thành công. Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm, không khỏi ngửa đầu cười to. Cũng khó trách hắn hưng phấn như thế, tu tủy đan luyện chế thành công, mang ý nghĩa hắn đem kế có được ma tộc huyết mạch về sau dù có được yêu tộc huyết mạch. Mang ý nghĩa hắn đem có thể thôn phệ linh ấn, mang ý nghĩa bát cực thiên quyết đem thăng cấp. Tiêu thiếu, ngươi lần này lại luyện chế cái gì hiếm có đan dược? Ngũ phẩm sao? Tiêu Viêm vừa mới bị cả đám chờ vây quanh ngồi xuống, Lãng Thiên liền từ hắn phòng luyện đan gấp đuổi mà tới. Liền thăm hỏi một câu đều không có, há miệng câu nói đầu tiên liền không kịp chờ đợi hỏi đan dược như thế nào. Kỳ thật, Tiêu Viêm vừa mới bế quan, không có lòng ý Lãng Thiên liền biết Tiêu Viêm trở về. Những ngày này, nhìn xem trên không thỉnh thoảng xuất hiện uy lực to lớn đan lôi, sớm đã có chút chờ không nổi. Muốn biết Tiêu Viêm lần này luyện chế đến cùng là dạng gì ngũ phẩm đan dược. Ngươi cái tên này, trừ đan dược bên ngoài, còn có cái gì có thể để ngươi cảm thấy hứng thú? Tiêu Viêm cười khổ, đột nhiên ánh mắt nhất chuyển rơi vào Lãng Thiên trên thân, ngươi cũng tấn cấp rồi. Cùng Long Ý khí tức không sai biệt lắm, ngươi sẽ không cũng đến tứ tinh sơ kỳ đi. Trời ạ, làm sao nhanh như vậy? Lần này Tiêu Viêm có thể từ tam tinh sơ kỳ tấn cấp đến tam tinh đỉnh phong, toàn do thôn phệ thiên hỏa cùng quỷ linh. Nếu không cũng không có khả năng như thế thần tốc, nhưng Lãng Thiên liền ở lại nhà luyện dược làm sao cũng nhanh như vậy. Tuy nói Lãng Thiên bản thân liền là tam tinh hậu kỳ thực lực, cũng không đến nỗi lập tức đã đột phá đến tứ tinh sơ kỳ. Tiêu Viêm lần thứ nhất bị những người khác tấn cấp tốc độ chấn kinh đến. Kỳ thật đây là bởi vì Tiêu Viêm chưa thấy qua Lãng Thiên luyện dược điên cuồng, nếu như hắn thấy Lãng Thiên luyện dược điên cuồng, liền sẽ không khiếp sợ như vậy. Lãng Thiên luyện dược, không có xuân hạ thu đông, không có ban ngày đêm tối, có chỉ là luyện dược lại luyện dược. Đấu khí tiêu hao hết, vậy liền bó lớn thanh linh dịch chảy vào trong miệng bổ sung, thực sự mệt mỏi không được, liền đả tọa nghỉ ngơi một chút sau đó tiếp tục luyện dược. Không ngừng mà ép khô cuối cùng một tia đấu khí, sau đó lại không ngừng bổ sung lại, ép khô bổ sung lại vòng đi vòng lại cao phụ tải vận chuyển. Khiến cho đấu khí diễn sinh càng lúc càng nhanh, Lãng Thiên vậy mà liền tại gần như tự ngược luyện dược quá trình bên trong không ngừng đột phá đến tứ tinh. Nghe xong Long Ý ở một bên nhỏ giọng kể rõ, Tiêu Viêm miệng trương phải rất rất lớn, cái cảm gần như muốn đến rơi xuống dạng này cũng được. Tiêu Viêm luôn luôn cảm thấy mình tại con đường tu luyện đã coi như là rất khắc khổ, không nghĩ tới Lãng Thiên hoàn toàn đã không thể dùng kiếm khổ để hình dung. Vậy đơn giản chính là biến thái. Tiêu Viêm nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Lãng Thiên ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó tuôn ra một câu tương lai bị toàn bộ đấu đế đại lục luyện dược sư phụng làm lời răn kinh điển, lời nói đến cấp bậc không trọng yếu, đủ luyện dược liền có thể. Đến cùng luyện xảy ra điều gì cực phẩm đan dược, nhanh lấy ra xem một chút đi. Lãng Thiên thúc giục Tiêu Viêm, ngữ khí đã gấp không thể chờ. Đám người cũng đều nhao nhao nhìn xem Tiêu Viêm, được không che giấu lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nhiều như vậy ngày qua, mấy đạo uy lực kinh người đan lôi đám người đều trông thấy. Trong lòng mỗi người cũng tại phỏng đoán, lần này Tiêu Viêm mang theo một đội người, hao hết thiên tân vạn khổ. Thậm chí trải qua sinh tử nguy hiểm đi tìm linh ấn rêu, biết luyện chế nhường lại bọn hắn cảm thấy như thế nào khó mà tin nổi đan dược đến đâu. Tiêu Viêm chưa từng nại bên trong đã tỉnh hồn lại, lại mỉm cười không nói, chậm rãi nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm, sâu đủ Lãng Thiên cùng đám người khẩu vị. Đặt chén trà xuống, Tiêu Viêm nhàn nhạt cười cười chậm rãi đưa tay lật một cái, một viên tròn trịa tử sắc đan dược hiện lên ở trong lòng bàn tay. Đan thể ánh sáng tím lưu chuyển, mê vụ quay chung quanh, chiếu sáng rạng rỡ mùi thuốc tràn ngập. Đây là Lãng Thiên trong mắt, lập tức cũng động tham luyến tia sáng, lấy hắn biết đan này định là ngũ phẩm chân đan. Không phải tuyệt sẽ không tia sáng ngưng tụ, mùi thuốc thật lâu không thay đổi. Tiêu Viêm cong ngón búng ra, tử tâm đan hóa thành một đạo tử quang bắn về phía Lãng Thiên, lơ lửng tại cách Lãng Thiên trước mắt nửa thước chỗ. Đan này tên là tử tâm đan, đế chi ngũ phẩm đan dược. Tiêu Viêm không có chút rung động nào, nói lại nhịn không được lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Nó công hiệu là có thể cực đại suy yếu ngũ tinh đế kiếp thứ 5 lôi đỉnh cướp uy lực. Tiêu Viêm như một quả bom trong phòng đột nhiên nổ tung, đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh đầu não chướng nóng. Bọn hắn gần như đều trải qua ngũ tinh đế kiếp, phi thường rõ ràng cái kia đạo thứ 5 lôi đỉnh cướp lợi hại. Như không phải hữu dụng thất tinh gia ma thú làm thành nội giáp, mỗi một người bọn hắn đều gần như không có khả năng trở thành ngũ tinh đầu đế. Nhưng Tiêu Viêm luyện chế ra đến viên đan dược này, thế mà liền có thể suy yếu kia đạo lôi đỉnh cướp uy lực. Bọn hắn trong lúc nhất thời thật đúng là có chút không dám tin tưởng, cảm thấy Tiêu Viêm là đang nói đùa. Tiêu Viêm, ngươi nói là thật, cái này đan thật có thể. Trong đám người, số Tiêu Diêu phản ứng là cường liệt nhất. Ánh mắt của hắn chừng phải căng tròn mạnh nuốt nước miếng một cái, dường như không thể tin được Tiêu Viêm nói tới. Năm đó Tiêu Diêu rời đi Đế Châu rời khỏi gia tộc, chính là muốn tranh thủ đột phá đến ngũ tinh đấu đế, dẫn đầu Tiêu tộc đi ra một đầu cường thịnh con đường. Đáng tiếc chưa thể toại nguyện, ngược lại rơi xuống quái bệnh. Cho nên, hắn rõ ràng nhất tứ tinh đấu đế xung kích ngũ tinh đấu đế con đường gian khổ.
cũng rõ ràng nhất suy yếu ngũ tinh đế kiếp thứ 5 lôi đỉnh cướp đối một cái tứ tinh đấu đế đến nói ý vị như thế nào. Giờ phút này, lại nghe Tiêu Viêm nói như thế một viên đan dược, liền có thể suy yếu bị tất cả tứ tinh đấu đế xưng là tử vong chi kiếp ngũ tinh thứ 5 lôi đỉnh kiếp. Hắn làm sao có thể không khiếp sợ? Hắn lại thế nào dám tin tưởng? Lão ma hoàng để lại cho ta trên phương thuốc nói như thế. Tiêu Viêm nghiêm túc gật gật đầu nói. Đạt được Tiêu Viêm khẳng định trả lời chắc chắn, đám người chân chính mộng kia chẳng phải chẳng khác gì là nói như thế một viên tử tâm đan chính là một cái ngũ tinh đấu đế. Cái này miếng tử tâm đan mới thật sự là giá trị liên thành. Chân Ni nhịn không được mở miệng tán thưởng. Đám người lập tức phụ họa gật đầu như dã tỏi. Nếu như nói hồi xuân đan nhấc lên chính là đấu đế đại lục các nữ nhân điên cuồng giành mua, như vậy cái này tử tâm đan tất nhiên sẽ để đấu đế đại lục tất cả tứ tinh đấu đế cam nguyện vì đó táng ra bại sản máu chảy đầu rơi. Đan này hiệu quả như thế cường hãn, nếu là cầm đi đấu giá Trương Dương mở, chỉ sợ sẽ cho Tiêu Viêm huynh đệ mang đến phiền phức rất lớn, thậm chí là họa sát thân. Thanh Hạo Nhiên không hổ là ma hoàng, sớm nhất từ sợ hãi thán phục bên trong tỉnh táo lại. Tiêu Viêm lúc đầu không có ý định đem tử tâm đan lấy ra đi đấu giá, đồng ý gật đầu, vung tay lên, tử tâm đan vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay. Đại ca nói đúng, huynh đệ ta nhìn ngươi lần này luyện dược đan lôi, cũng không chỉ có một cái này tử tâm đan, ngươi hết thể luyện chế mấy cái? Thanh Hạo Nhiên hỏi. Bốn cái tiểu lừa gạt ngươi, cái này đan dược chỉ có thể trợ giúp tứ tinh đỉnh phong đấu đế tấn cấp ngũ tinh, đối với chúng ta không có tác dụng gì. Cái này bốn cái, vừa vặn bốn người các ngươi dùng, lần này bốn người các ngươi coi như không lo thăng không đến ngũ tinh. Thanh Mộc Nhi nói tới bốn người, đương nhiên là bây giờ còn chưa đến năm sao Tiêu Viêm, Lãng Thiên Long Ý cùng Tiêu Diêu Mộc đừng quấy rối. Thanh Hạo Nhiên quát lớn một câu. Sau đó đột nhiên lộ ra rất trịnh trọng hỏi Tiêu Viêm, huynh đệ, đại ca hỏi ngươi, luyện chế cái này tử tâm đan dược liệu khó tìm sao? Thanh Hạo Nhiên cái này hỏi một chút, khôn khéo như Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long. Lập tức minh bạch Thanh Hạo Nhiên dụng ý, Tiêu Diêu cũng dường như nghĩ đến cái gì, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đối trong ánh mắt bọn họ hàm nghĩa đương nhiên lòng dạ biết rõ, bởi vì đối với tử tâm đan vận dụng, hắn là đã sớm nghĩ kỹ. Tiêu Viêm áy náy nhìn Chân Ni liếc mắt, nói ra, dược liệu phi thường khó tìm, lấy thương minh chi toàn lực, cũng không tìm được một khối. Nghe nói, loại kia tử tâm rùa là viễn cổ hạo kiếp trước đó mới tồn tại ma thú, viễn cổ hạo kiếp về sau liền tuyệt tích. Hắn sở dĩ áy náy nhìn Chân Ni liếc mắt là bởi vì hắn vừa từ Trạm Lão nơi đó cầm tới tử tâm mai rùa, lập tức liền bắt đầu luyện dược, còn chưa kịp cho Chân Ni nói mai rùa đã có, nghĩ đến trong khoảng thời gian này Chân Ni không ít vì kia gần như liền tuyệt tích tử tâm mai rùa hao tổn tinh thần hao tâm tổn trí. Đáng tiếc không đợi Tiêu Viêm nói xong, đám người một trận thở dài. Tiểu lừa gạt, vậy ngươi cái này bốn cái là dùng cái gì luyện? Thanh Mộc Nhi vội vàng kêu la. Đám người chính vẫn thở dài, mạnh mẽ nghe Thanh Mộc Nhi hỏi lên như vậy, lập tức tỉnh ngộ lại đúng. Tuyệt tích ngươi làm sao luyện chế ra đến? Lần này tại huyễn cảnh bên trong nhưng chưa từng gặp qua cái gì tử tâm rùa. Sau đó đám người nhìn lại Tiêu Viêm kia nói còn chưa hết thần thái, không khỏi từng cái nhịn không được cười lên, quả nhiên là bị cái này tử tâm đan chấn kinh đến có chút thất thố. Tiêu Viêm sở dĩ chỉ nói đến một nửa dừng lại một chút, hắn là tại muốn thế nào nói với mọi người tử tâm mai rùa lai lịch. Trạm Lão cùng tử thần linh hư tháp, hắn thật là còn không thể nói ra được, tối thiểu hiện tại còn không thể nói. Do dự một hồi, hắn không thể không áy náy nói với mọi người nói thật xin lỗi mọi người, có một số việc ta hiện tại còn không thể nói ra được. Có điều, tử tâm mai rùa ta xác thực tìm được. Hắn lúc nói lời này, cố ý mà nhìn xem Chân Ni. Ngươi đừng nói như vậy, ai không có một chút bí mật của mình đâu. Mọi người nói đúng không? Mai rùa tìm được liền tốt, cũng tiết kiệm ta không ngừng tìm. Số lượng nhiều sao? Chân Ni không ngại cười cười, quan tâm tới tử tâm mai rùa số lượng tới. Thật nhiều, ta đoán chừng luyện chế mấy trăm viên không có vấn đề. Tiêu Viêm trả lời, mấy trăm viên, cái số này, thật sự hiểu tử tâm đan giá trị mấy người triệt để rung động. Ta nghĩ, tất cả mọi người minh bạch mấy trăm viên tử tâm đan ý vị như thế nào đi. Thanh Hạo Nhiên nghĩ sâu tính kỹ về sau, mày kiếm dựng thẳng lên, chậm rãi mở miệng, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, gần như là mỗi chữ mỗi câu rơi xuống kinh thiên lời nói. Những cái này tử tâm đan có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một cái thế lực cường đại. Chỉ cần lại có mấy người cao thủ tọa chấn, sắp tới liền có thể đưa thân đấu đế đại lục nhất lưu thế lực. Rất nhiều tử tâm đan, đủ nghịch thiên, trừ Tiêu Viêm, bao quát Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long. Ở đây tất cả mọi người nghe vậy về sau tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, nín thở trong đầu tưởng tượng thấy mấy trăm ngũ tinh đấu đế hùng vĩ tình cảnh. Tưởng tượng thấy một cái có thể sản xuất hàng loạt ngũ tinh đấu đế thế lực cường đại nhiệt huyết sôi trào. Đồng thời một trận hàn ý từ chân lên tới đầu, trong lòng không hẹn mà cùng đều ngầm hạnh có được chương này đan phương người là Tiêu Viêm. Mà không phải thế lực đối địch hồi lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiêu Viêm, cái này, đây là chấn hưng ta Tiêu tộc cơ hội tuyệt hảo. Tiêu Diêu lập tức liền không giữ được bình tĩnh. Từ trên ghế bắn người mà, lại có chút đứng không vững tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên, thả lỏng làn da bởi vì kích động căng đến phá lệ gấp.
Tiêu Viêm tranh thủ thời gian một cái đỡ lấy Tiêu Diêu, lão tổ tông ngài chậm một chút. Ta làm sao không nghĩ ta Tiêu tộc nhanh lên mạnh lên, thế nhưng là lão tổ tông ngài cũng biết toàn bộ Tiêu tộc trừ ngài liền cái tứ tinh đấu đế đều không có. Tiêu Viêm lời này mới ra, Tiêu Diêu lập tức như phá khí cầu ỉu xìu. Tiêu thiếu ta có một ý tưởng, không biết phải chăng là đi phải thông. Nhạc Thiếu Long trong mắt nhàn nhạt cười mở. Tiêu Viêm gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Nhạc Thiếu Long không chớp mắt, nhìn chằm chằm trong tay Tiêu Viêm phát ra dụ hoặc ánh sáng tím Tử Tâm Đan. Chậm rãi nói ra, Tử Tâm Đan là khẳng định không thể lấy ra đi bán đấu giá, hiện tại Tiêu tộc tạm thời lại không ai cần dùng đến. Mà Tiêu thiếu lại muốn mau sớm chấn hưng Tiêu tộc, thế nào không tìm một chút tư chất cùng nhân phẩm các phương diện đều lên tốt. Bối cảnh lại tương đối sạch sẽ tứ tinh đỉnh phong đấu đế. Đúng, Tiêu thiếu chỉ cần bọn hắn giao ra huyết khế, bọn hắn kỳ thật chính là Tiêu tộc người. Chân Ni có lồi có lõm thân thể nửa tựa tại trên ghế dựa, rất là đồng ý Nhạc Thiếu Long đề nghị. Không sai, Thiếu Long đề nghị này ta thấy được Thanh Hạo Nhiên cũng rất ủng hộ đề nghị này. Chỉ cần quả thật có thể để những cái kia tứ tinh đỉnh phong đấu đế tấn cấp đến ngũ tinh, đấu đế đại lục trên có bó lớn nhân tài ưu tú nguyện ý vì Tiêu tộc hiệu mệnh. Tiêu tộc trường, ngươi cảm thấy thế nào? Thật tốt, dạng này đương nhiên được. Tiêu Diêu chỉ không ngừng gật đầu bên ngoài, cao hứng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiêu Viêm cũng rất đồng ý Nhạc Thiếu Long đề nghị, nhưng là hắn còn có cuối cùng không xác định địa phương. Đó chính là Tử Tâm Đan công hiệu chỉ là tại trên phương thuốc nói như vậy, cụ thể có phải là có thể đạt tới như thế hiệu quả, ai cũng không rõ ràng. Khi hắn đem cái lo lắng này nói ra về sau, Nhạc Thiếu Long một chút nở nụ cười, ta nói Tiêu thiếu, ngươi luyện dược năng lực chúng ta còn không tin được sao? Chỉ cần ngươi luyện đến không có vấn đề, ta nghĩ lão ma hoàng ghi chép Tử Tâm Đan công hiệu hẳn là cũng không thành vấn đề. Nếu như nhất định phải nói có cái gì ngoài ý muốn, chỉ có một khả năng. Nói đến đây, Nhạc Thiếu Long trầm ngâm. Ai nha, ngươi ấp a ấp úng làm gì? Mau nói cái gì khả năng? Thanh Mộc Nhi đến cùng là tính nôn nóng, lúc này liền thúc lên Nhạc Thiếu Long tới. Trừ phi Tiêu thiếu tìm kia Tử Tâm Mai rùa không đủ 10 vạn mỗi năm phần, Nhạc Thiếu Long nói ra loại kia khả năng. Hắn vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe xong, lập tức liền nở nụ cười, Thiếu Long nói đến thật đúng là không được đầy đủ sai. Ta tìm cái này mai rùa, xác thực không phải 10 vạn năm mà là 20 vạn năm. Tiêu Viêm nói vừa xong, mọi người không khỏi nhìn lẫn nhau, hận không thể lập tức cho Tiêu Viêm một bàn tay. Mắt thấy Tiêu Viêm liền phải nhận đến từ Thanh Mộc Nhi công kích, Chân Ni lập tức mở miệng, Tiêu thiếu thật đúng là may mắn người. Chúng ta tìm 10 vạn năm cũng không tìm tới, hắn thần không biết quỷ không hay tìm đến 20 vạn năm. Ta đoán chừng nha Tử Tâm Đan công hiệu, chỉ sợ sẽ còn càng mạnh một chút. Tiêu thiếu, nếu không chúng ta tìm tứ tinh đỉnh phong người thử xem. Đúng vậy, là phải tìm người đi thử một chút, thế nhưng là tìm ai đâu? Tiêu Viêm trừ trước mắt những cái này, ai cũng không nhận ra đi đâu tìm người thích hợp đi. Lại nói như thế công hiệu đan dược, đấu đế đại lục bên trên hiện tại người sợ là chưa từng nghe thấy ai mà tin. Ai lại dám dễ tin phục dụng, huống chi còn muốn trước đưa trước huyết khế. Tiêu thiếu, trong lòng ta cũng có mấy người thích hợp, chọn bọn hắn đều đã gần 5 vạn tuổi thọ mệnh. Lại còn tại tứ tinh đỉnh phong bồi hồi không hoàn toàn chắc chắn xung kích ngũ tinh đấu đế, các phương diện cũng không tệ, bối cảnh cũng trong sạch. Nhạc Thiếu Long nói, đã Thiếu Long đều cảm thấy thích hợp, tự nhiên là không có vấn đề. Trước gọi một cái tới thử xem, Tiêu Viêm không lưỡng lự, sảng khoái một lời đáp ứng. Tiêu Viêm đối đoàn đội đám người tín nhiệm, vượt xa khỏi trên dưới thuộc quan hệ, nếu là Nhạc Thiếu Long giới thiệu Tiêu Viêm tự nhiên yên tâm. Tiêu thiếu xin yên tâm, mấy người là ta nhiều năm huynh đệ, ta có thể cam đoan bọn hắn trung thành. Đối với Tiêu Viêm ghé mắt Nhạc Thiếu Long có chút khuất thân hành lễ, để bày tỏ trong lòng kính trọng chi tình. Ta tin được ngươi, Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, sau đó cầm trong tay Tử Tâm Đan đưa tới. Tiêu thiếu không cần cho ta đan dược, ta đem người mang đến nơi đây, Tiêu thiếu mới quyết định không muộn. Nhạc Thiếu Long không dám đụng vào Tử Tâm Đan, vội vàng cúi đầu ra cửa, cấp tốc chạy như bay. Tiểu lừa gạt, cái này Tử Tâm Đan đối ta vô dụng, lần sau luyện cái có thể từ ngũ tinh trực tiếp tấn cấp lục tinh cho bản tiểu thư đi. Thanh Mộc Nhi hơi vểnh mặt lên, khóe mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, thần khí 10 phần bộ dáng. Tiêu Viêm giờ khóc giờ cười, ta so với ai khác đều nghĩ có như ngươi nói vậy công hiệu đan dược. Thật nếu như mà có, các ngươi đều có thể trong vòng một đêm liền tấn cấp lục tinh. Đám người cười ha ha. Ta đây không phải cùng ngươi trước đặt trước nha, vạn nhất về sau có đây. Thanh Mộc Nhi yên nhiên xảo tiếu, nhìn Tiêu Viêm bị nàng trêu cợt phải không thể làm gì bộ dáng, nàng liền đánh trong lòng vui vẻ. Không bao lâu, hai đạo hư huyễn thân ảnh thoáng hiện tại cửa phòng bên ngoài. Một tiếng Nhạc Thiếu Long nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, theo sát phía sau hắn một người đã không kịp chờ đợi bước vào trong phòng. Ma Hoàng, nhìn thấy người cả phòng cái này đầu người trước nhận ra chính là Thanh Hạo Nhiên, ánh mắt nao nao, ôm quyền thi lễ. Tiêu thiếu, cái này là bằng hữu của ta Triển Nghĩa. Nhạc Thiếu Long vì Tiêu Viêm giới thiệu cái này người. Tiêu Viêm khẽ gật đầu tinh tế đánh giá người này. Người này tản mát ra đấu khí phi thường ngưng thực, xem ra tại tứ tinh đỉnh phong dừng lại thời gian rất lâu. Trong mắt của hắn bên trong lóe ra vẻ hưng phấn,
ẩn ẩn hiện lên màu xanh đen gương mặt bởi vì nhìn thấy hy vọng lộ ra rất là hồng nhuận. Tiêu Viêm dò xét Triển Nghĩa lúc, Triển Nghĩa trong lòng lại nhấc lên lớn lao gợn sóng. Nhạc Thiếu Long đem hắn giới thiệu cho không phải Ma Hoàng, mà là hiện tại đang đánh giá chính mình tên Hắc Bảo thanh niên này. Hẳn là hắn mới là Tử Tâm Đan người sở hữu. Triển Nghĩa vội vàng ôm quyền thi lễ xin hỏi công tử đại danh. Tiêu Viêm mỉm cười không có trực tiếp trả lời Triển Nghĩa, Triển huynh chính là Thiếu Long bằng hữu, nguyện ý tới thử đan hiệu, bản nhân vô cùng cảm kích. Chỉ là đan này chính là lần đầu luyện chế ra đến, bản nhân tuy có lòng tin, nhưng dù sao không được chứng thực không dám đảm bảo phòng ngừa sai sót, ngươi có thể nghĩ rõ ràng rồi. Triển Nghĩa nghe vậy thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền minh bạch trong đó lợi hại, là ta đường đột, công tử chớ trách. Ta tin tưởng Thiếu Long, công tử có thể như thế thẳng thắn bẩm báo, ta cũng tin tưởng công tử. Mong rằng công tử ban thưởng đan giúp ta đột phá, Triển Nghĩa chắc chắn ghi khắc này ân vĩnh thế không quên. Tiêu Viêm khẽ gật đầu trong mắt đối Triển Nghĩa lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng lông mày lại nhíu lên, thật lâu im lặng. Triển Nghĩa tâm lập tức treo lên, hẳn là vừa rồi kia lời nói còn không thể cho thấy quyết tâm của mình. Sững sờ một chút hắn mạnh mẽ đập cái ót ngươi, nhìn ta quả nhiên là cao hứng váng đầu, đem Thiếu Long cho ta nói đều quên. Sau đó vỗ trán một cái, liền phải hiến máu khế cùng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhíu gấp lông mày lập tức giãn ra, như lại bàn tay duỗi ra, ngăn lại Triển Nghĩa. Triển huynh muốn hiệu chung với ta, bản nhân phi thường cảm tạ, nhưng máu của ngươi khế giao cho Thiếu Long là đủ. Lời vừa nói ra toàn trường chấn kinh, Triển Nghĩa càng là không biết như thế nào cho phải. Thanh Hạo Nhiên thần sắc run lên, quay đầu nhìn Tiêu Viêm cực kỳ nghiêm túc sắc mặt, cứ như vậy yên lặng nhìn xem. Chân Ni nắm chặt ngọc quyền, nhưng lại buông lỏng xuống dưới, vô luận Tiêu Viêm làm cái gì quyết định, nàng đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Khiêu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bạo, Tử Ảnh bọn người sửng sốt một chút, nhưng trong lòng cảm thấy phi thường ấm áp. Khó được Tiêu Viêm như thế tín nhiệm đám người, phải nó minh chủ còn cầu mong gì. Thanh Mộc Nhi nhếch miệng, nhưng không dám lên tiếng. Chỉ có Nhạc Thiếu Long sắc mặt đại biến, vội la lên, Tiêu Thiếu, tuyệt đối không thể, Thiếu Long không đảm đương nổi. Tiêu Viêm khoát tay áo nói Thiếu Long, cùng một chỗ nhiều như vậy thời gian. Ngươi nên hiểu ta quản lý cái này sự tình ta không am hiểu, trừ luyện đan cùng tu luyện phương diện khác ta kém xa ngươi. Việc này quan hệ đến Tiêu tộc quật khởi, can hệ trọng đại. Mong rằng Tiêu Thiếu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tại Tiêu tộc bên trong khác nhắm người chọn. Nhạc Thiếu Long liên tục chối từ, không cảm đảm này trách nhiệm. Tiêu tộc không người có thể gánh này trách nhiệm. Thiếu Long, ta biết ngươi kiêng kỵ, nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi ta tên là chủ thuộc, nhưng thực là huynh đệ, hẳn là Thiếu Long ngươi không nguyện ý giúp ta phân ưu. Tiêu Viêm mím chặt bờ môi, tựa hồ có chút không vui. Nhưng là Nhạc Thiếu Long há miệng muốn nói. Chân Đi muốn quản lý nội vụ, đám người ở trong lại chỉ có ngươi tỉnh táo cẩn thận, có thể bày mưu nghĩ kế có lãnh đạo chi tài, ngươi nói ngươi không giúp ta ai giúp ta? Tiêu Viêm ngữ khí phi thường kiên quyết, không thể nghi ngờ. Nhìn qua Tiêu Viêm trước nay chưa từng có nghiêm túc biểu lộ, Nhạc Thiếu Long đã nghẹn ngào phải nói không ra lời. Khiêu Chiến bọn người càng là sớm đã lệ nóng doanh tròng. Thanh Hạo Nhiên yên lặng nhìn xem Tiêu Viêm cực kỳ lâu, nỗi lòng có chút phức tạp. Nhìn chung lịch sử của Kim Chi người cầm quyền đều tận lực đem các loại lực lượng trưởng khống ở trong tay chính mình, nhất là trọng yếu lực lượng vũ trang, càng sẽ không để bất luận kẻ nào nhúng chàm nửa phần. Trước mắt mặc dù Tiêu Viêm thủ hạ chỉ có mấy cái ngũ tinh đấu đế, nhưng hắn lại có được Tử Tâm Đan phương pháp luyện chế, hơn nữa còn có đầy đủ luyện chế mấy trăm miếng Tử Tâm Đan dược liệu, có thể nói lật tay ở giữa liền có thể thành lập nên một con có được mấy trăm vị ngũ tinh đấu đế thế lực. Đây tuyệt đối là dậm chân một cái đấu đế đại lục đều muốn run bên trên lắc một cái sức mạnh cường hãn. Dạng này một cỗ lực lượng đổi thành bất kỳ một thế lực nào người cầm quyền đều sẽ vững vàng tự mình bắt tại trong tay của mình. Nhưng Tiêu Viêm lại đem cỗ lực lượng này yên lòng giao đến thuộc hạ của mình trong tay. Đây là một loại như thế nào tín nhiệm? Lại là một loại như thế nào tự tin? Có lẽ đây chính là Tiêu Viêm nhân cách mị lực chỗ đi, Thanh Hạo Nhiên trong lòng cảm thán nói. Mà Nhạc Thiếu Long trong lòng đã là chìm điện như núi, cuống họng một trận tắc nghẹn, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn xem Tiêu Viêm, Nhạc Thiếu Long trầm ngâm hồi lâu, dường như ở trong lòng hạ to lớn quyết tâm, hắn trịnh trọng chậm rãi mở miệng. Tiêu Thiếu, cảm ơn ngươi đối Thiếu Long tín nhiệm, ngươi phần này tín nhiệm, Thiếu Long tuy là thịt nát xương tan, cũng khó báo vạn nhất. Dừng một chút, Nhạc Thiếu Long tiếp tục nói, tự tại huyễn cảnh bên trong ngươi đem huyết khế trả lại chúng ta tin tưởng. Khiêu Chiến bọn hắn giống như ta, đã là xuất phát từ nội tâm muốn cả đời đi theo Tiêu Thiếu. Nói đến đây, hắn quay đầu quan sát Khiêu Chiến bọn người, Khiêu Chiến bọn người gật đầu đáp lại. Sau đó Nhạc Thiếu Long nói tiếp, nhưng là, phần này tín nhiệm, quá nặng đi. Trọng đến Thiếu Long không cách nào thản nhiên tiếp nhận. Nói đến đây, Nhạc Thiếu Long hốc mắt triệt để thấm ướt, đang khi nói chuyện đã hơi có vẻ nghẹn ngào. Vì Tiêu Thiếu phần này tín nhiệm, cũng vì Thiếu Long không cô phụ Tiêu Thiếu phần này tín nhiệm. Thiếu Long khẩn cầu Tiêu Thiếu đáp ứng Thiếu Long một điều thỉnh cầu, không phải Thiếu Long vạn không cảm đảm này trách nhiệm. Thiếu Long không cần khách khí, có yêu cầu gì, cứ việc nói. Tiêu Mỗ tự nhiên hết sức duy trì. Tiêu Viêm không nghĩ tới Nhạc Thiếu Long sẽ đưa yêu cầu, nhưng trong đầu chỉ chợt lóe liền nghĩ thông,
nặng như thế gánh. Nếu như không có điểm yêu cầu ngược lại không bình thường. Không, còn mời Tiêu Thiếu đáp ứng trước Thiếu Long mới có thể nói ra tới. Nhạc Thiếu Long một mặt kiên trì. Cái dạng gì thỉnh cầu, cần đáp ứng trước mới có thể nói ra tới. Mọi người tại đây đều nghi hoặc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đoán không được Nhạc Thiếu Long sẽ đưa ra một cái dạng gì thỉnh cầu. Nhưng Tiêu Viêm lại cười, thật cười, bởi vì hắn đã đoán được Nhạc Thiếu Long yêu cầu là cái gì. Lấy hắn đối Nhạc Thiếu Long hiểu rõ, có thể để cho Nhạc Thiếu Long như thế trịnh mà trọng chi nói ra, hơn nữa còn muốn Tiêu Viêm đáp ứng trước yêu cầu, tất không đơn giản. Hắn sẽ muốn quyền sao? Đương nhiên sẽ không, nếu như muốn quyền, trực tiếp bốc lên bộ này gánh nặng, chính là lớn nhất quyền lực. Hắn sẽ muốn tài, càng không khả năng, như thế một cỗ lực lượng, Tiêu Viêm sẽ thiếu đầu nhập. Như vậy hắn sẽ còn muốn cái gì? Tiêu Viêm biết, hắn muốn là an tâm, nắm giữ như vậy một cỗ lực lượng khổng lồ, làm Nhạc Thiếu Long, làm một thuộc hạ, Nhạc Thiếu Long tâm bất an. Kia muốn thế nào khả năng an tâm đâu? Chỉ có một dạng, huyết khế. Đúng, chính là huyết khế. Chỉ có giao cho Tiêu Viêm huyết khế, Nhạc Thiếu Long khả năng an tâm. Nhưng là Nhạc Thiếu Long biết Tiêu Viêm tuyệt sẽ không muốn hắn huyết khế, bằng không thì cũng sẽ không ở huyễn cảnh bên trong đem huyết khế còn cho đám người. Chính là bởi vì biết Tiêu Viêm sẽ không cần, cho nên hắn mới kiên trì muốn Tiêu Viêm đáp ứng trước. Tiêu Viêm sẽ đáp ứng sao? Đương nhiên sẽ không. Tiêu Viêm lắc đầu nói Thiếu Long ta biết yêu cầu của ngươi là cái gì, nhưng là ta sẽ không đáp ứng ngươi. Nếu như Tử Tâm Đan xác nhận hữu hiệu, ngươi ta đều rõ ràng kia sẽ là như thế nào một cỗ lực lượng, kia chính là ta Tiêu tộc cuột khởi căn bản. Nhưng con đường tu luyện tràn ngập nguy cơ cùng hung hiểm, mà lại ta tự thân thực lực bây giờ còn yếu. Ta không dám hứa chắc ta Tiêu Viêm lúc nào liền vẫn lạc, ta quyết không hy vọng bởi vì ta mà làm cỗ lực lượng này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sở dĩ đem cỗ lực lượng này giao cho ngươi ta chính là có phương diện này suy xét. Tiêu Viêm nói đến đây, chúng người mới biết Nhạc Thiếu Long thỉnh cầu đúng là lại muốn hiến máu khế. Lần nữa thay đổi cách nhìn triệt để nhìn Nhạc Thiếu Long đồng thời, đều đối Tiêu Viêm càng thêm kính nể đây mới thực sự là lấy chính mình làm huynh đệ anh chủ. Nhạc Thiếu Long trong lòng không thể không thừa nhận Tiêu Viêm nói rất có đạo lý, nhưng chẳng lẽ toàn bộ giao cho mình liền không có như thế nguy hiểm sao? Nghĩ tới đây trong đầu đột nhiên thông suốt, hắn nghĩ tới một cái khác chủ ý, đã có thể để cho mình an tâm lại có thể ở một mức độ nào đó tránh loại này nguy hiểm. Tiêu Thiếu không phải Thiếu Long từ chối, thực sự là Thiếu Long một người khó mà gánh chịu nặng như thế mặc cho, Thiếu Long có cái đề nghị, có lẽ Tiêu Thiếu có thể đồng ý. Ồ, nhanh, tranh thủ thời gian nói nghe một chút. Đến lúc này Tiêu Viêm cũng cảm giác mình cho Nhạc Thiếu Long gánh thực sự là quá nặng đi một chút. Không phải Nhạc Thiếu Long không có cái năng lực kia, mà là nắm giữ lấy như vậy một cổ lực lượng cường đại. Lại không có huyết khế chế ước đổi ai cũng tâm không yên. Cho nên nghe xong Nhạc Thiếu Long có thích hợp đề nghị, bận bịu thúc Nhạc Thiếu Long mau nói. Nhạc Thiếu Long quay người đem Khiếu Chiến, Từ Ảnh Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bạo lần lượt kéo ra ngoài. Sau đó nói Tiêu Thiếu nếu như Tử Tâm Đan hữu hiệu, vậy sẽ là mấy trăm ngũ tinh đấu đế lực lượng. Ngươi nhìn có thể hay không chia 5 cái đội, chúng ta 5 người cấp mang một chi, từ ta quản lý. Nhưng mỗi cái đội thành viên đem huyết khế giao cho riêng phần mình lĩnh đội người như thế nào? Nhạc Thiếu Long nói ra đề nghị này, mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhất là Tiêu Viêm, khen lớn đây quả thực là giải quyết vấn đề này tốt nhất phương án. Tốt tốt tốt, phương pháp này tốt. Thanh Hạo Nhiên liền gọi ba chữ tốt, vẫn chưa thỏa mãn tiếp lấy tán nói huynh đệ. Ánh mắt của ngươi để vi huynh bội phục, Thiếu Long thật là một cái soái tài. Tiêu Viêm vui vẻ cười ha ha, Thiếu Long, cứ như vậy định cụ thể ngươi thu xếp. Nói xong, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên đã có chút được Triển Nghĩa. Đứng ở bên cạnh Triển Nghĩa nhìn thấy đây hết thảy thật sự có chút được, chú ý tới Tiêu Viêm nhìn mình, hắn lập tức lại thanh tỉnh lại. Phải này minh chủ dù chết không tiếc, Triển Nghĩa đã không còn bất kỳ băn khoăn nào. Cũng chỉ ngưng lại tơ máu nháy mắt lọt vào Nhạc Thiếu Long mi tâm, lấy hành động của mình hướng Tiêu Viêm chứng minh không hai trung tâm. Tiêu Viêm thỏa mãn nhìn một chút Triển Nghĩa, ngón tay gảy nhẹ, một viên Tử Tâm Đan bay về phía Triển Nghĩa, mùi thuốc nồng nặc lập tức ở trong phòng tràn ngập ra. Nâng viên này nho nhỏ đan dược, Triển Nghĩa phảng phất đang nâng trên thế giới nặng nhất dãy núi, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mấy vạn năm phấn đấu, mấy vạn năm chén giết mắt thấy sắp tuyệt vọng, lúc đột nhiên nhìn thấy hy vọng loại cảm giác này không thể nghi ngờ rất mỹ diệu. Đồng thời cũng sẽ khiến người khó tránh khỏi thất thố. Ngươi ngay tại trong phủ ở lại nếu muốn tấn cấp ở đây liền có thể. Tiêu Viêm chờ Triển Nghĩa cảm xúc ổn định một chút, mở miệng nói ra. Tiêu phủ đã sớm tại chân ni quản lý hạ quy hoạch phải ngay ngắn rõ ràng, trong phủ thiết trí không ít kết ấn. Đều là chân ni mời Thanh Hạo Nhiên triệu tập mấy vị cao giai đấu đế hợp lực mà vải. Từ 7 bát tinh đấu đế liên thủ bày ra kết ấn bát tinh trở xuống đế kiếp, tuyệt đối không cách nào đối tiêu phủ tạo thành mảy may phá hư. Đến đây thì cũng khép lại phần 5 tập 294 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.